Bản tin xin được mở đầu với những diễn biến tại Asian Cup 2023. Thưa quý vị, trước lận trận cuối của bảng A, đội tuyển Trung Quốc đã trình diễn một lối chơi thiếu thuyết phục khi hòa 0-0 ở hai trận đấu đầu tiên. Và với sự thiếu hiệu quả ở hàng công thì rất có thể đội bóng này sẽ phải nói lời chia tay giải đấu ngay sau vòng bảng, khi mà vào đêm qua họ đã không có được bàn thắng vào lưới của đội tuyển Qatar. Do đã sớm giành được vị trí nhất bảng A sau hai lượt trận đầu tiên, đội tuyển Qatar không tung đội hình mạnh nhất ở trận đấu chạm trán đội tuyển Trung Quốc. Điều này đã giúp cho đội tuyển Trung Quốc có thể đẩy cao đội hình và tạo ra được vô số cơ hội về phía khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, cũng giống như ở hai trận đấu trước, hàng công của họ lại không thể chuyển hóa những tình huống đó thành bàn thắng. Hàng tiền đạo chơi thiếu hiệu quả, còn hàng phòng ngự cũng không còn có thể giữ sạch lưới được nữa. Đội tuyển Qatar chỉ có duy nhất một pha dứt điểm đi trúng đích trong cả trận, nhưng đó lại là pha bắt vô lê đẹp mắt, đưa bóng đi thẳng vào lưới của Hassan Al-Haidos sau quả phạt góc được thực hiện bởi Akram Afif để thua đội tuyển Qatar 0-1. Đội tuyển Trung Quốc kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3. Mặc dù vậy, với chỉ 2 điểm có được, khả năng đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Alexander Jankovic là cực kỳ mong manh. Trận đấu còn lại của bảng A đã diễn ra với kịch bản vô cùng kịch tính khi sau hai lượt trận, cả hai đội tuyển là Tajikistan và Liban đều mới chỉ có được một điểm. Và một trong hai đội nếu giành chiến thắng ở trận đấu này thì sẽ đi thẳng từ vị trí dưới của bảng xếp hạng đến thẳng tấm vé có thể góp mặt tại vòng knockout. Và lần này thì lịch sử đã gọi tên của Tajikistan, đội bóng đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup. Ngay trong hiệp 1, lưới của đội tuyển Liban đã rung lên, nhưng bàn thắng của đội tuyển Tajikistan đã bị từ chối vì lỗi việt vị. Hiệp 2 mới bắt đầu, đội tuyển Liban đã mở tỷ số, nhưng chỉ vài phút sau, họ đã phải nhận một thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo của Kassem Azin. Chơi thiếu người, đội tuyển Liban gắng bảo vệ cách biệt một bàn. Họ tiếp tục thoát khỏi một bàn thua khi đội tuyển Tajikistan lại phạm lỗi việt vị. Nhưng đến phút 80, không trọng tài nào có thể từ chối bàn thắng này của các cầu thủ áo trắng. Chưa dừng lại ở đó, đến phút đá bù giờ thứ 2, Nuruddin Khaironkulov đã đánh đầu ghi bàn. Cho dù trận đấu đã được bù giờ tới 16 phút thì tỷ số 2-1 vẫn được giữ nguyên và đội tuyển Tajikistan đã được vào vòng 1/8 ngay trong lần đầu tham dự giải. Và tối nay theo giờ Việt Nam, Asian Cup sẽ bước vào lượt trận cuối của bảng B và bảng C. Đội tuyển Australia và đội tuyển Iran là hai đội bóng đã sớm vượt qua vòng bảng khi đã toàn thắng ở hai lượt trận đầu tiên. Và với các đội bóng còn lại thì họ cũng đang rất mong muốn cạnh tranh những suất còn lại để vào vòng knockout. Ở bảng B Asian Cup, đội tuyển Syria vẫn còn cơ hội để vào vòng knockout nếu có kết quả tốt ở lượt trận cuối. Họ cần phải thắng đội tuyển Ấn Độ và chờ đợi đội nhì bảng hiện tại đội tuyển Uzbekistan thua trong trận đấu gặp đội đầu bảng Australia, hoặc là họ thắng đội tuyển Ấn Độ với tỷ số an toàn và có thể nằm trong nhóm 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Khi mà đối thủ của họ sắp tới là đội tuyển Ấn Độ đã thua cả hai trận trước, thì dù mới thắng đối thủ này 2 trong 6 lần gặp nhau gần nhất, đội tuyển Syria vẫn có thể đặt mục tiêu cao là giành chiến thắng thuyết phục và họ sẽ có lần đầu tiên giành quyền ở vòng knockout một kỳ Asian Cup. Cục diện tương tự ở bảng C khi ở lượt trận cuối, hai đội xếp thứ 3 và thứ 4, Palestine và Hồng Kông Trung Quốc gặp nhau. Còn đội nhì bảng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phải đối đầu với đội tuyển Iran, đội đã sớm chắc chắn một suất đi tiếp. Đội tuyển Palestine cần một chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Còn nhiệm vụ dành cho thầy trò huấn luyện viên Paulo Bento của tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là cần ít nhất một điểm trong cuộc so tài quan trọng với đội tuyển Iran để đảm bảo suất trực tiếp vào vòng knockout. Đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã có 4 lần vào tới vòng bán kết Asian Cup và chắc chắn năm nay họ không muốn phải dừng bước ở vòng bảng. Huấn luyện viên Bento sẽ không có sự phục vụ của Arhan Mahdi trong trận đấu tới vì án treo giò. Còn tại bảng D, đội tuyển Việt Nam đã dừng bước sau vòng bảng của kỳ Asian Cup lần này. Tuy nhiên thì hành trình của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuchier tại Qatar vẫn chưa kết thúc, thì chúng ta sẽ còn một trận đấu cuối cùng ở lượt trận thứ 3 của bảng D chạm trán với đội tuyển Iraq. Tất nhiên, đây là một trận đấu mang tính chất thủ tục với cả hai đội. Thế nhưng có lẽ là thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuchier sẽ muốn mang đến một màn trình diễn tốt nhất như một cách để tri ân những sự đồng hành của người hâm mộ trong thời gian qua. Và để có thể làm được điều này, đội tuyển Việt Nam cần cải thiện một điều quan trọng, đó chính là thể lực. Thể lực của các tuyển thủ Việt Nam chỉ có thể giúp họ kéo dài ở cường độ cao khoảng 60 đến 70 phút và không thể duy trì cho tới hết trận. Lối chơi của tôi yêu cầu cường độ cao nên khi không có bóng, các cầu thủ cũng phải di chuyển. Do đó, mỗi trận các cầu thủ phải chạy từ 8 km đến 10 km. Đó là những chia sẻ của huấn luyện viên Chuchier sau thất bại trước đội tuyển Indonesia. Trong đó, nhà cầm quân người Pháp đặc biệt nhấn mạnh điểm yếu thể lực. Quả thực, xuyên suốt giai đoạn chuẩn bị cho tới khi bước vào giải đấu chính thức,
thể lực vẫn luôn là bài toán chưa có lời giải của đội tuyển Việt Nam. Để chứng minh thì đây là thống kê về số lần thay người trong 4 trận đấu chính thức gần nhất của đội tuyển Việt Nam. Ngoại trừ trận gặp đội tuyển Nhật Bản, 3 cuộc so tài còn lại, huấn luyện viên Chu Xie đều sử dụng hết 5 quyền thay người. Có thể thấy, hầu hết nhân tố được rút ra đều nằm trên hàng công và trong khoảng thời gian đầu hiệp 2 tới phút thứ 75. Bên cạnh chiến thuật hoặc chấn thương, việc các cầu thủ hụt hơi, thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi cũng là nguyên nhân lớn dẫn tới những thay đổi nhân sự. Đây là hệ quả khó tránh trong bối cảnh huấn luyện viên Chu Xie đang cố gắng xây dựng lối chơi áp đặt vốn đòi hỏi cường độ di chuyển liên tục. Sau vòng chung kết Asian Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hướng tới vòng loại World Cup 2026. Hy vọng một kế hoạch nâng cao thể lực kỹ lưỡng và đồng bộ ở cả cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ sẽ được triển khai. Bởi nếu các quyết định thay người đều hướng về lý do thể lực thay vì chiến thuật, thật khó để nghĩ đến điều gì xa hơn. Trước khi bước vào trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Iraq sẽ có nhiều sự xáo trộn trong đội hình. Những cầu thủ dự bị hoặc ít được thi đấu sẽ được huấn luyện viên Jesus Casas trao cơ hội. Và đây là điều dễ hiểu khi mà đội tuyển Iraq đã chắc chắn vị trí dẫn đầu tại bảng D. Đội tuyển Iraq đã sớm giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp sau 2 thắng lợi trước đội tuyển Indonesia và đội tuyển Nhật Bản. Đội bóng này hơn đội xếp sau là Nhật Bản 3 điểm và có lợi thế ở chỉ số đối đầu. Chính vì vậy, các cầu thủ trụ cột của đội bóng này sẽ được cho nghỉ để dành sức cho những trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp. Dự kiến huấn luyện viên Jesus Casas sẽ có hàng loạt những sự thay đổi ở cả 3 tuyến. Những trụ cột như thủ môn Jala Hassan, các hậu vệ đã thi đấu ở các trận đấu trước đó như Ali Hussein, Saad Natik hay Ali Adnan và đặc biệt là tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Ayman Hussein sẽ ngồi ngoài. Mặc dù sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị nhưng huấn luyện viên Casas yêu cầu các học trò thi đấu nỗ lực và cố gắng giành được một kết quả tốt. Kết quả của trận đấu với đội tuyển Việt Nam cũng sẽ ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng FIFA của đội tuyển Iraq.